Liên quan đến sự việc, phụ huynh phản ánh con lớp 1 ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan cuối năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đó là sự việc rất đáng tiếc và lưu ý các nhà trường thời gian tới có biện pháp quản lý phù hợp, tổ chức rút kinh nghiệm chung không để xảy ra việc tương tự. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một phụ huynh có con học lớp 1C tố ban phụ huynh và giáo viên của trường để con ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ. Theo lý giải của phụ huynh này, vì cho rằng đóng quỹ phụ huynh hay không là quyền của mỗi phụ huynh nên người này không tham gia. Tuy nhiên, cho rằng con ngồi nhìn các bạn ăn nên đã lập tức có ý kiến lên mạng xã hội dẫn đến nhiều bình luận trái chiều. Theo giáo viên chủ nhiệm lớp 1C, trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, chiều ngày 24 tháng 5 năm 2024, đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C tổ chức liên hoan cuối năm học cho học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1C không mua cho em N suất ăn riêng vì mẹ em N chưa có ý kiến gì về việc liên hoan cuối năm. Tại buổi liên hoan, phụ huynh bày bánh gato, bánh kẹo ra bàn cho tất cả các bạn học sinh trong lớp cùng ăn. Riêng suất ăn gồm đùi gà, xúc xích, khoai tây chiên, em N không có, nhưng em ăn chung cùng các bạn bên cạnh. Nhà trường cũng đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn trường cũng như với giáo viên chủ nhiệm lớp 1C nhằm đảm bảo không xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới.